Thưa quý vị, tính đến nay thì toàn thế giới đã có trên 22 triệu người nhiễm COVID-19. Số ca tử vong toàn cầu tính đến hết ngày hôm qua là 789.842 ca, gồm 6.323 ca mới. Riêng ở Việt Nam, số ca mắc COVID-19 cũng sắp chạm đến mốc 1.000 người. Vâng, những con số biết nói đã chứng minh được sức ảnh hưởng khủng khiếp của dịch bệnh và chúng ta cũng đang phải hoang mang với hàng loạt những thông tin khác xoay quanh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, như trường hợp sữa của một bà mẹ Nhật Bản dương tính với virus corona chủng mới đã khiến cho rất nhiều các bà mẹ đang có trẻ sơ sinh và cả mang thai vô cùng lo lắng. Vậy thực hư câu chuyện này ra sao? Virus SARS-CoV-2 có thực sự lây qua đường sữa mẹ? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây. Truyền thông Nhật hồi tháng 7 tường thuật về việc sữa của một bà mẹ trẻ tại tỉnh Wakayama dương tính với virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Tuy nhiên, hai ngày sau đó, một xét nghiệm với sữa của bà mẹ này lại có kết quả âm tính. Thông tin này đã làm dấy lên quan tâm về việc cho con bú có an toàn trong đại dịch COVID-19. Nuôi con bằng sữa mẹ là nền tảng của sự sống còn của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, dinh dưỡng và phát triển sức khỏe của bà mẹ. Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến cáo nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời, sau đó tiếp tục cho con bú với các thực phẩm bổ sung thích hợp đến khi trẻ 2 tuổi và lớn hơn. Tuy nhiên, những lo ngại đã được đặt ra về việc liệu các bà mẹ nhiễm COVID-19 có thể truyền virus SARS-CoV-2 từ mẹ sang con, giai đoạn trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, thông qua việc cho con bú hay không. Tôi cũng lo lắng á, tại vì là đang trong cái thời kỳ mà bé vẫn còn bú sữa mẹ nên là cũng đang lo cái vấn đề là nó không biết COVID nó có truyền qua đường sữa mẹ hay không, nên là cũng mình cũng hạn chế. Nói chung là thì bây giờ bé vẫn bú nhưng mà mình cho bé bú ít hơn, chủ yếu là uống sữa ngoài nữa, tại vì bé cũng đang trong thời gian cũng cần cai sữa cho bé. Thứ hai nữa là mình cũng không có cho hai mẹ con hạn chế đi ra đường, không có cho người lạ hay là người quen vào hung bé đâu á, cũng sợ. Còn mấy cái đồ chơi trong gia đình của bé là trong nhà là mình là tôi là rửa sạch sẽ hết, không để cho nó hạn chế mấy cái mà dơ bẩn nó làm cho em bé nó nhiễm trùng á. Thật ra thì cái tỷ lệ mà người phụ nữ mà mang thai mắc nhiễm COVID á rồi sau đó mà đứa nhỏ bị nhiễm á thì rất là thấp, dưới 10%. Nhưng mà cái đường lây chính á, thì vẫn là cái đường hô hấp. Cho tới hiện nay, dù chưa có chứng minh nào cụ thể việc virus SARS-CoV-2 có thể lây qua đường sữa mẹ hay không, nhưng các bác sĩ vẫn khuyến cáo nếu bà mẹ bị nhiễm COVID-19 thì nên tách mẹ và em bé ra. Mẹ có thể vắt sữa ra rồi cho bú. Có một số cái đường lây dọc trong bào thai hay là qua sữa mẹ đó thì chưa có chứng minh rõ ràng trong một cái số lượng lớn. Cho tới hiện nay thì sữa mẹ đó thì không thể nói là có thể lây được COVID được. Tuy nhiên, nếu mà người mẹ cho con bú trực tiếp á thì khi đó họ sẽ tiếp xúc bằng cái đường hô hấp, bởi vì rất là gần thì khả năng lây nó có thể lây qua đường hô hấp. Bác sĩ Khanh cũng nhận định nếu với trẻ sơ sinh rất an toàn nếu như người mẹ không bị COVID-19, những người chăm sóc trẻ không bị COVID. Đối với người lớn khi tiếp xúc thì ngoài bệnh COVID-19 thì có rất nhiều bệnh khác để lây, nên tốt nhất là hạn chế tiếp xúc với trẻ sơ sinh khi không cần thiết, nhất là phải đeo khẩu trang khi đang bị cảm ho. Thực tế, trong đợt dịch lần thứ nhất đã có một bệnh nhi 3 tháng tuổi ở Vĩnh Phúc dương tính với SARS-CoV-2. Vì vậy, hiện nay các bà mẹ nên chủ động bảo vệ sức khỏe cho gia đình và em bé để phòng ngừa lây nhiễm chéo từ mẹ sang con. Theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, mẹ thuộc diện nghi ngờ có thể hoặc là xác định mắc COVID-19 vẫn có thể tiếp tục cho con bú, vì việc nuôi con bằng sữa mẹ có nhiều lợi ích trong khi khả năng lây nhiễm virus qua sữa mẹ không đáng kể. Tuy nhiên thì các mẹ cần phải thực hiện các biện pháp an toàn vì vẫn có nguy cơ lây nhiễm sang con qua tiếp xúc trực tiếp và qua các đồ vật bị nhiễm virus. Luôn đeo khẩu trang khi cho bé bú, rửa tay trước và sau khi tiếp xúc với bé, thường xuyên khử trùng, làm sạch các bề mặt đã chạm vào. Nếu mẹ có các triệu chứng sốt, ho hoặc khó thở, nên đi khám bác sĩ ngay và thực hiện chỉ dẫn của bác sĩ. Nếu mẹ ốm, không thể cho trẻ bú trực tiếp, thì nên vắt sữa mẹ và cho con ăn bằng cốc sạch hoặc bằng thìa và luôn thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm khác. Mẹ và con vẫn nên được thực hiện tiếp xúc da kề da, được ở cạnh nhau, chăm sóc trẻ theo phương pháp kangaroo, đặc biệt là cho bé bú mẹ trong vòng 1 giờ ngay sau sinh.